Xin chào, tôi là Don Seto, phụ trách vẽ truyện tranh thường nhật trên trang cộng đồng chính thức của Summoner's War. Rất vui khi được hợp tác với đội ngũ Summoner's War trong tập 3 của Hồ sơ bí mật. Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy thú vị, hãy cùng bắt đầu nhé! Cũng đã được một thời gian kể từ khi Vampire Lord chính thức được ra mắt. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm Summoner's War, lần đầu tiên một quái thú 5 sao gốc hệ bóng đêm đã được gửi tặng đến các nhà hiệu triệu. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ phản ứng của các nhà hiệu triệu khi ấy. Trong suốt thời gian 5 năm đồng hành cùng Summoner's War, sự chênh lệch giữa các nhà hiệu triệu đã ngày càng trở nên lớn hơn. Chắc chắn rằng mỗi người chơi đều có những trăn trở khác nhau. Do đó, chúng tôi đã suy nghĩ về một món quà kỷ niệm 5 năm mà có thể làm hài lòng tất cả các nhà hiệu triệu. Dĩ nhiên, việc này không hề dễ dàng. Chúng tôi đã đưa ra rất nhiều ý kiến nội bộ và thật khó để đưa ra quyết định. Cuối cùng, chúng tôi đã quay trở về với khái niệm vốn có của Summoner's War. Summoner's War là thể loại game gì? Là tựa RPG thu thập quái thú. Hệ thống ngân thạch là trọng tâm của chiến lược và trận đấu. Nhiều nội dung chiến đấu đa dạng dưới hình thức scenario và hầm ngục. Tiêu triệu quái thú, trang bị ấn thạch và đưa chúng vào trận đấu. Chúng tôi đã kết luận rằng món quà có thể làm thỏa mãn cả 3 điều trên sẽ là món quà tuyệt vời nhất. Và chúng tôi đã bắt tay thực hiện. Dựa trên những ý kiến đó, chúng tôi đã góp nhặt từng chi tiết và đạt được thành quả chính là Vampire Lord hiện tại. Lúc đầu chúng tôi có nghĩ đến Valkyria Queen mà không phải là Vampire Lord. Thế nhưng mặc dù Valkyria Queen rất được yêu thích ở khu vực châu Á, nhưng lại ít được yêu thích ở các khu vực khác. Do đó ý tưởng này đã bị bác bỏ. Sau đó chúng tôi đang nghĩ rằng sẽ thật tuyệt vời nếu có một quái thú với concept mạnh mẽ, sở hữu các kỹ năng đặc biệt và có thể đáp ứng được nhu cầu của các nhà hiệu triệu, những người đồng hành cùng game. Khi ấy chúng tôi chợt nghĩ đến Macaron, một nhân vật được yêu thích ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và rồi chúng tôi đã nâng tầm cho Macaron vốn có để tạo ra Vampire Lord hiện tại. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng từng đắn đo về Skydancer nhưng lại không nghĩ ra được cấp bậc nào cao hơn. Vì thế ý tưởng này cũng bị bỏ qua. Chúng tôi cũng có nghĩ đến Dragon Knight, bậc thầy kỵ sĩ, nhưng có vẻ không được hay lắm. Thế là ý tưởng này cũng bị bác bỏ. Mong rằng khi nhìn thấy Vampire Lord, các bạn sẽ không nghĩ rằng đây chỉ là một quái thú bình thường. Chúng tôi cũng không muốn rằng đây là quái thú được sử dụng ở tất cả các nội dung như các quái thú khác. Quái thú này phải là một quái thú độc đáo, khác biệt với những quái thú khác, với những kỹ năng đặc biệt. Sau nhiều suy nghĩ, đột nhiên chúng tôi liên tưởng đến một cảnh phim khi mà một người lành lặn bị ma cà rồng cắn và họ bỗng biến thành ma cà rồng. Dựa vào ý tưởng này, kỹ năng Blood Contract gắn hiệu ứng hút máu lên tất cả đồng minh được tạo ra. Hầu hết các kỹ năng trong game đều được tạo ra từ việc chia sẻ ý tưởng tương tự như trường hợp này. Giống như Lapis, người bạn thân thiết của các tân thủ khi sử dụng kỹ năng Retrieve Magic để phục hồi một lượng HP bằng với sát thương gây ra cho đối thủ. Chúng tôi hy vọng rằng Vampire Lord với kỹ năng Blood Contract cũng sẽ trở thành một quái thú hữu ích và được người chơi yêu thích ở nhiều nội dung khác nhau. Chúng tôi mong muốn có thể hỗ trợ các nhà hiệu triệu trong quá trình trải nghiệm game và tham gia các nội dung thông qua Vampire Lord hệ bóng đêm. Đây là lý do tại sao quái thú đã được trang bị ấn thạch trí tử và sinh lực mà có thể sớm thu thập được tại scenario và sử dụng được trong nhiều trường hợp khác nhau. Vampire Lord đang được sử dụng ở nhiều nội dung như là hầm ngục Cairo và rãnh quỷ thế giới, nhưng hy vọng rằng chúng tôi có thể thấy được nhiều hơn nữa những ý tưởng độc đáo của các bạn khi sử dụng quái thú này. Chuyện chưa kể về Vampire Lord hệ bóng đêm đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của series Hồ sơ bí mật.